Tả cha hảo, bây giờ là bài 64 tương với phần 5 bài 25 quyển 2. Trước tiên là từ vừa nãy. Căng thái. Căng. Căng. Thái. Thái. Căng thái. Căng thái. Vừa nãy là người nào? Nguyên văn là vừa nãy là cái gì người? Căng thái sử sở mơ rấn. Căng thái sử sở mơ rấn. Vừa nãy ăn rồi. Căng thái chư lợ. Căng thái chư lợ. Vừa nãy đi nghe ngóng rồi, vừa nãy đi hỏi thăm rồi. Căng thái chủy đá thiên lợ. Căng thái chủy đá thiên lợ. Vừa nãy thầy thấy em chạy rất nhanh. Căng thái vô khả ní bảo đỡ hẳn khoai. Căng thái vô khả ní bảo đỡ hẳn khoai. Em bóng rổ đánh thế nào? Nhì lán chiếu đả đỡ dấm yàng. Nhì lán chiếu đả đỡ dấm yàng. Bây giờ là cách nói chắc là cũng được. Nguyên văn là còn có thể đi. Hái khớ ý bà. Hái. Khở. Ý. Bà. Hái khớ ý bà. Hái khớ ý bà. Đánh chắc là cũng được ạ. Đả đỡ hái khớ ý bà. Đả đỡ hái khớ ý bà. Hãy nhắc lại từ màu sắc. Yến sửa. Yến sửa. Màu sắc chắc là cũng được. Yến sửa hái khớ ý bà. Yến sửa hái khớ ý bà. Trình độ của anh ấy chắc là cũng được. Tha de shui ping hái khớ ý bà. Tha de shui ping hái khớ ý bà. Hãy nhắc lại, vừa nãy thầy thấy em chạy rất nhanh. Căng thái vô khả ní bảo đỡ hẳn khoai. Căng thái vô khả ní bảo đỡ hẳn khoai. Em bóng rổ đánh thế nào? Nhì lan chiếu đá đỡ dấm yàng. Đánh chắc là cũng được ạ. Đả đỡ hái khớ ý bà. Đả đỡ hái khớ ý bà. Bây giờ là từ kiên trì. Kiên trì. Kiên. Kiên. Trì. Trì. Kiên trì. Kiên trì. Phải kiên trì. Yào kiên trì. Yào kiên trì. Nhất định phải kiên trì. Ý định yào kiên trì. Ý định yào kiên trì. Kiên trì rèn luyện, kiên trì luyện tập. Kiên trì tuần luyện. Kiên trì tuần luyện. Đều kiên trì rèn luyện à? Đâu kiên trì tuần luyện mà? Đâu kiên trì tuần luyện mà?
Thầy mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện à? 你每天都坚持锻炼吗? 你每天都坚持锻炼吗? 还 nhắc lại, vừa nãy thầy thấy em chạy rất nhanh. 刚才我看你跑得很快. 刚才我看你跑得很快. Em bóng rổ đánh thế nào? 你篮球打得怎么样? Đánh chắc là cũng được ạ. 打得还可以吧. 打得还可以吧. Thầy mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện à? Lão sư, ni mei tian dou jian chi duan lian ma? Lão sư, ni mei tian dou jian chi duan lian ma? Đúng vậy, thầy mỗi ngày đều đến rèn luyện. Em thì sao? 对,我每天都来锻炼,你呢? Em không hay rèn luyện. 我不常锻炼. Bởi vì em buổi tối thường ngủ rất muộn. 因为我晚上常常睡得很晚. Sáng dậy cũng rất muộn. 早上起得也很晚. 早上起得也很晚. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Xin hãy đếm một chút xem. 请数一数. Nhẹ nặng. 轻重. Uống cốc bia. Hơ bê pí chiếu. Lên mạng tra tài liệu. Sàng hoàng trả dữ liệu. Siêu thị. Chào sư. Mình lấy tiền cho bạn. 我给你拿钱. Chiều phao này vừa tốt vừa rẻ. 这件羽绒服又好又便宜. Giảm 20%. Tả 8折. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Ở trước tòa nhà tập hợp lên xe. Tại lầu chén chí hớ sẵn trưa. Công ty cử đến. Công sư phải lái. Từ đây đến viện bảo tàng rất gần. Sống trò tạo bố ủ quán khẩn chỉn. Một tòa nhà lớn màu trắng. Ý dùa bái sửa tòa lấu. Có thể bảo cho cháu được không? Nâng cao sủ ấm á. Thôi, mới có một tệ. Sao là bà, cháy khoải. Bắt đầu lên lớp, bắt đầu vào học. Khai sử sẵn cửa.
Nhớ em xin nghỉ cho bạn ấy cái ạ. Rằng ô gấy tha chính gỡ chả. Vì sao? Uầy sớm á? Học không tệ. Chế đợi bố chủ. Trình độ tiếng Trung. Hàn ngữ sủy bình. Đâu có. Ná lý. Lưu loát trôi chảy. Liếu lỉ. Hơn nữa. Ở chỉ ạ. Cực kỳ nghiêm túc. Phi tráng rèn chân. Lợi hại như vậy à? Giỏi như vậy à? Nào mà lì khải. Để học thái cực quyền. Vì là xuế thái chí quyền. Loại vận động gì? Sớm mới huyền tổng. Đánh bóng rổ. Đá lán chiếu. Sẽ rất sớm. Chỉ tờ khấn giáo. Chạy bộ. Pháo bủ. Vừa nãy. Căng thái. Kiên trì. Kiên trì. Chắc là cũng được. Hay cứ gì bà.